Are you okay? Rồi, luyện tập cho mình nha. 1, 2, 3.
Are you okay? Mọi người nói rất là có cảm tình hơn là are you okay? Đây. À, mẫu tiếng Anh. Ten. Are you okay? Tại sao mình phải lên giọng ở cuối câu? Đó là bởi vì trong yes no question thì thông thường cuối câu mình phải lên giọng ha. Rồi lần nữa nha. Ten. Are you okay? Okay. Ten. Are you okay? Rồi, xong ha. Đó là về câu đầu tiên. Thế còn sang câu số 2. Cô trả lời, tôi ổn mà, I'm fine. Đây là sẵn tiện mình nói về chữ I'm fine. Nhiều bạn phát âm tiếng Việt, có mấy bạn hay bỏ mất cái phụ âm cuối lắm. Vậy thì khi mà mình đọc làm thế nào để phân biệt số 5 và chữ tôi khỏe và chữ chiến đấu? Đấy, thì số 5 kết thúc bằng âm âm bờ, ok? Five. Ok, tôi khỏe sẽ là I'm fine. Âm nào? Thế còn chiến đấu sẽ là Fight. Ok, rồi, bây giờ I'm fine. Rồi bạn cô nó lại hỏi tiếp là mày chắc không? Ok. Ten. Are you sure? Thì trong câu này từ mình nhấn sẽ là từ nào? Từ số 3. Ok, sure. Hai từ đầu không quan trọng, cho nên là bây giờ mình sẽ đọc nhẹ hai từ đầu thôi. Lúc nào mình có nói rồi là từ are, đọc nhẹ nó sẽ là are. Thế còn you như thế nào? You cũng tương tự như thế, bạn đọc you tức là bạn đang nhấn vào nó rồi. Còn nếu mà không nhấn chuyện về em ơi cho cô, bởi vì em ơi là âm trung gian. Are you sure? Thay vì are you sure? No. Are you sure? Are you? Are you sure? Đấy, ten. Are you sure? Ok, rồi, vậy thì kết thúc bài này thì cô hy vọng là lớp mình sẽ biết cách phát âm được đúng cho cô những cái âm mạnh này, âm nhẹ này, và cái intonation của mình như thế nào là phù hợp. Và nhớ là yes no question cuối câu phải lên giọng. Bây giờ hỏi lại cô một lần nữa nha. Nếu thấy bạn nhìn thấy cô không vui, bạn sẽ hỏi như thế nào? Tên. Ok. Are you okay? Wow, good job. Rồi câu thứ hai, nếu cô bạn là cô khỏe, bây giờ bạn lại hỏi tiếp là chuyên chắc lắm, bạn hỏi là cô có chắc là cô khỏe không? Tên. Are you sure? Ok, good job. Rồi, mình hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những bài chia sẻ sau nữa của mình nha. See ya!